liên quan đến vụ cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Sau 2 ngày lực lượng chức năng hết mình chữa cháy, thì hôm qua lửa lại tiếp tục bùng phát trở lại. Theo các chuyên gia, nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm trong không khí xuống thấp và gió mạnh là nguyên nhân khiến đám cháy rừng quay trở lại. Và phía sau lực lượng chữa cháy còn có những người xuyên đêm âm thầm tiếp sức. Tối qua, khoảng 30 cán bộ giáo viên kiểm lâm tại Sapa có mặt tại trạm kiểm lâm xã Tả Giang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai để chuẩn bị hơn 1.200 suất ăn. Nhờ phần cơm được chuẩn bị nhanh, đầy đủ dinh dưỡng, giúp chiến sĩ chữa cháy tăng cường sức khỏe thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay là huy động gần 40 anh chị em, chuẩn bị từ trước tối đến bây giờ là hơn 1.200 suất cơm. Để sáng mai là 4 giờ sáng là các đoàn là đến đây là lấy cơm là đi lên trên rừng. Ông trời là hộ là có mưa để cho anh em đỡ bớt cho vất vả, vì thực sự là trong đến nơi thấy là mọi người cũng quá là vất vả rồi. Suất cơm có đủ những món như thịt, rau, trái cây kèm thêm nước uống. Đến gần 4 giờ sáng nay, các công việc mới hoàn tất. Từng đoàn dân quân tự vệ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thay phiên mang thực phẩm vào tiếp sức các lực lượng đóng chốt trong rừng. Từ ngày mai, nguy cơ cháy rừng giảm khi có một khối không khí lạnh tràn xuống, gây mưa rải rác. Tuy nhiên vẫn cần duy trì cảnh báo và nỗ lực phòng cháy khi tình hình thời tiết khó lường. Chiều qua thì nhiều người hoảng hốt khi thấy khói đen mù mịt bốc lên từ bãi chứa phế liệu trên đường ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đứng từ xa, người dân cũng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra khoảng 17 giờ chiều qua. Bên trong bãi chứa này toàn vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều nhà dân sống gần đó phải sơ tán. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lửa và khói vẫn còn tỏa ra, nên lực lượng chức năng liên tục cho xe tiếp nước, dùng dòi rồng phun nước vào bên trong. Theo ghi nhận tại hiện trường, bãi chứa phế liệu có diện tích khoảng 200m2. Khu đất này được dựng cọc sắt và che chắn xung quanh bằng tôn. Người dân tại khu vực cho biết, lúc xảy ra cháy, có thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở gần bãi phế liệu, có vẻ mất phương hướng vì khói gây ngạt, nên mọi người nhanh chóng đưa ra ngoài. Đám cháy cũng làm đường dây điện trên cao bị đứt rớt xuống đường, nhiều nhà dân mất điện.